Luyện viên Paulo, AC Milan khởi đầu mùa giải Serie A 2019 2020 bằng trận thua Udinese 0-1. Họ hiện xếp ở vị trí 13, thành tích quá thấp so với tham vọng lọt vào top 4. AC Milan từng đặt mục tiêu top 4 khi bổ nhiệm Marco Giampaolo hồi tháng 6, mua trước khi cựu huấn luyện viên Gattuso còn tại vị. Đội bóng áo sọc đỏ đen suýt vào nhóm này khi xếp thứ 5 và kém 1 điểm so với Inter. AC Milan chưa từng dự Champions League từ năm 2014. Đây là điều gây tổn thương cho cổ động viên đội bóng từng giàu thành tích thứ hai ở đấu trường này với 7 lần vô địch. Trong kỳ chuyển nhượng hè, AC Milan đã chiêu mộ theo Hernandez, Rafael Leao và Ismael Ben Nasser. Họ cũng có nhiều hảo thủ khác như Piatek, Suso, Ribic hay thủ quân Romanoli, không tính các huấn luyện viên tạm quyền. Gianpaolo là nhà cầm quân tại vị ngắn ngủi nhất trong lịch sử Milan. Trong 111 ngày dẫn dắt Milan, huấn luyện viên này trải qua 7 trận, thắng 3, thua 4, ghi 6 bàn. Thủng lưới 9 bàn, đều ở Syria.